Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người ở tuổi 60 ăn 5 loại thức ăn này khi bị viêm khớp? Những năm tháng bước vào tuổi 60 đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc đời của chúng ta. Thời điểm mà sức đề kháng của cơ thể bắt đầu yếu đi và nhiều vấn đề sức khỏe có thể nổi lên. Một trong những vấn đề thường gặp ở tuổi này là viêm khớp, một tình trạng không chỉ gây đau đớn và hạn chế sự linh hoạt, mà còn làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống thường ngày. Kính chào các khán thính giả đã quay trở lại với kênh Tinh Hoa Cuộc Sống. Nếu như trong số chúng ta đã từng bị viêm khớp, chắc chắn đã phải trải qua cảm giác khó chịu và khó khăn trong vấn đề đi lại. Sự gia tăng đáng kể của số lượng người mắc bệnh này, việc phòng ngừa và giảm nhẹ tình trạng viêm khớp trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Theo thống kê, từ năm 2002, đã có đến 10,5 triệu người ở Hoa Kỳ phải đối mặt với các vấn đề liên quan đến viêm khớp và đau khớp nghiêm trọng. Cho đến năm 2014, con số này đã tăng lên 14,5 triệu người, và thực tế hiện nay, con số đó đã tăng lên rất cao và đáng báo động. Không chỉ có một vài người, mà còn có rất nhiều người khác, đặc biệt là những người đã bước vào tuổi già, đang phải đối mặt với vấn đề về xương khớp. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng viêm khớp, đau khớp, và một số trong những nguyên nhân này có thể nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta. Một trong những nguyên nhân phổ biến là ngồi sai tư thế, đặc biệt là tư thế ngồi hay bắt chéo chân. Thói quen này có thể gây ra áp lực không cần thiết lên các khớp, đặc biệt là khớp gối, và sau thời gian dài có thể dẫn đến viêm khớp. Ngoài ra, các chấn thương do đi lại hay chơi thể thao cũng gây ảnh hưởng đến sự phát triển của viêm khớp. Sự tổn thương của các khớp trong quá trình này có thể làm tăng nguy cơ viêm khớp và đau khớp trong tương lai. Một yếu tố quan trọng khác là quá trình thoái hóa của khớp gối, một hiện tượng tự nhiên khiến cho các khớp mất dần đi độ linh hoạt và chất bôi trơn. Quá trình này thường diễn ra khi chúng ta lớn tuổi, và nó có thể dẫn đến tình trạng viêm khớp và đau khớp. Ngoài ra, còn có những người mắc các bệnh lý về viêm khớp dạng thấp, mà tình trạng này còn có thể trở nên nghiêm trọng hơn theo thời gian. Tuy nhiên, may mắn là chế độ ăn uống hàng ngày của chúng ta cũng có thể tác động tích cực đến việc giảm tình trạng viêm khớp nếu chúng ta biết cách lựa chọn thực phẩm phù hợp và duy trì một chế độ ăn uống cân đối. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng kênh Chuyện Nhân Quả khám phá những bí quyết duy trì sức khỏe tốt, giúp người ở tuổi 60 giảm tình trạng viêm khớp và cải thiện sức khỏe xương khớp thông qua việc kết hợp ăn uống hợp lý với 5 nhóm thực phẩm có khả năng làm dịu được tình trạng viêm khớp. 1. Cá béo. Thực phẩm cá béo là một nguồn quý báu của các thành phần dinh dưỡng có khả năng hỗ trợ giảm tình trạng viêm khớp. Các thành phần dinh dưỡng chính trong cá béo bao gồm omega 3, chất chống oxy hóa, vitamin D, protein và axit amin sulfur. Omega 3, đặc biệt là EPA, axit acosabentanoic và DHA, axit docosanoic là các chất quan trọng giúp giảm viêm khớp. Chúng sẽ giúp ức chế sự phát triển của các hạt viêm và sản xuất các chất gây viêm. Omega 3 cũng có thể giúp giảm đau và cải thiện linh hoạt của các khớp bị tổn thương. Thực phẩm cá béo cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin A và selenium, giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương do vi khuẩn và các tác nhân gây viêm khác. Vitamin D trong cá béo cải thiện quá trình hấp thụ canxi và phosphorus, giúp duy trì sức khỏe xương và cơ bắp. Cá béo cung cấp protein là thành phần cơ bản của mô sụn và dây chằng, giúp tái tạo và bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Ngoài ra, axit amin sulfur trong một số loại cá béo như cá hồi sẽ hỗ trợ tái tạo mô sụn, cải thiện chất lượng và linh hoạt của khớp. Các loại cá như cá hồi, cá ngừ, cá trích là những nguồn cung cấp quan trọng của EPA và DHA. Hai chất này được biết đến có khả năng làm giảm tình trạng viêm. Một chế độ ăn uống đủ lượng omega 3
sẽ rất có lợi cho sức khỏe xương khớp của chúng ta. Vì thế, theo lời khuyên của các bác sĩ, thì nên ăn 2 bữa cá mỗi tuần để có thể đảm bảo cung cấp đủ lượng omega 3 cho cơ thể. Ngoài ra, không chỉ có omega 3 từ cá, mà còn có omega 3 từ các nguồn như nhuyễn thể, chẳng hạn như tép biển. Thực phẩm này cũng có khả năng giảm viêm khớp một cách đáng kể. Theo nghiên cứu, việc bổ sung 300mg nhuyễn thể omega 3 hàng ngày có thể giúp giảm mức độ chỉ số CRP, chỉ số gây viêm, lên đến 12%. So sánh giữa nhóm người được bổ sung giảm 12%, trong khi nhóm không được bổ sung thì tăng lên 15%, tạo ra sự chênh lệch đáng kể lên đến 27%. Đáng chú ý, nghiên cứu này còn cho thấy chỉ sau một tuần bổ sung omega 3, hầu hết các triệu chứng đau đã giảm đi đáng kể, đặc biệt là sau khoảng 2 tuần. Điều này làm cho việc cung cấp omega 3 từ các nguồn thực phẩm trở thành một lựa chọn hữu ích để hỗ trợ giảm đau và viêm khớp mà không gây ra những tác dụng phụ như viêm loét dạ dày khi sử dụng một số loại thuốc giảm đau. Bên cạnh việc giảm viêm, omega 3 cũng có lợi cho sức khỏe tim mạch và giúp kiểm soát mức cholesterol trong máu. 2. Quả óc chó. Bổ sung omega 3 từ thực phẩm thực vật là một lựa chọn tốt, đặc biệt là cho những người ăn chay hoặc không ưa thực phẩm từ nguồn động vật. Trong nhóm này, một loại thực phẩm nổi bật là quả óc chó. Sở hữu một hàm lượng omega 3 rất cao, việc bổ sung quả óc chó vào chế độ ăn uống có thể giúp giảm tình trạng viêm ở khớp, cung cấp các lợi ích cho sức khỏe quan trọng. Quả óc chó là một trong những nguồn omega 3 từ thực phẩm thực vật phong phú nhất. Chúng chứa axit alpha-linoic ALA, một dạng omega 3 có lợi cho sức khỏe tim mạch và có khả năng giảm viêm trong cơ thể. Omega 3 từ quả óc chó có khả năng giảm tình trạng viêm trong cơ thể và ảnh hưởng đến khớp, giúp cải thiện tình trạng đau và linh hoạt của khớp. Để đảm bảo cung cấp đủ lượng omega 3, nên ăn khoảng 7-9 quả óc chó mỗi ngày. Bạn có thể thêm quả óc chó vào các bữa ăn hàng ngày hoặc sử dụng chúng như một loại hạt ngọt trong các món ăn hoặc sinh tố. Do đó, nếu bạn đang xem xét cách bổ sung omega 3 từ thực phẩm thực vật vào chế độ ăn uống của mình, thì quả óc chó sẽ là một lựa chọn tốt cho những người đang bị viêm khớp, đau khớp. Tuy nhiên, hãy nhớ duy trì một chế độ ăn uống cân đối và đa dạng, bao gồm nhiều loại thực phẩm khác nhau, để đảm bảo cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho toàn bộ cơ thể. 3. Các loại rau xanh. Nhóm thực phẩm tiếp theo có thể bổ sung cho những trường hợp mắc viêm khớp và đau khớp, đó là nhóm các loại rau xanh. Đây là một nhóm thực phẩm quan trọng trong chế độ ăn uống lành mạnh và hỗ trợ sức khỏe xương khớp. Các loại rau xanh, đặc biệt là những loại rau có màu xanh sẫm như bắp cải, súp lơ xanh và một số loại rau họ cải, là những nguồn thực phẩm quý báu, chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ các tế bào và giảm tình trạng đau ở khớp. Trong các nghiên cứu, các nhóm rau họ cải đã được xác định có chứa các chất chống oxy hóa rất cao và hàm lượng chất chống oxy hóa cao như vậy có khả năng bảo vệ các tế bào và ngăn ngừa tổn thương xương khớp của chúng ta. Kết quả là việc bổ sung các loại rau xanh, đặc biệt là các loại rau họ cải vào chế độ ăn uống hàng ngày là một cách rất tốt để hỗ trợ sức khỏe xương khớp. Điều này có lợi cho xương khớp và cũng có tác dụng tích cực đến các cơ quan, bộ phận khác trong cơ thể khi chúng ta tích cực bổ sung thực phẩm nhóm rau xanh này. Hơn nữa, các loại rau xanh cũng cung cấp một loạt các vitamin quan trọng như vitamin A, vitamin C và vitamin K. Những chất này không chỉ có tác dụng chống oxy hóa, ngăn ngừa các tác động của các gốc tự do gây tổn thương tế bào của chúng ta, mà còn cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho toàn bộ sức khỏe khi về già. Câu chuyện của bà Nhung ở tuổi 65 đã trải qua nhiều năm đau đớn vì vấn đề viêm khớp và đau khớp. Bà phải sử dụng nhiều loại thuốc giảm đau và thậm chí phải đi bác sĩ chuyên khoa nhiều lần để kiểm soát tình trạng của mình.
cuộc sống hàng ngày của bà Nhung trở nên khó khăn hơn khi bà gặp khó khăn trong việc cử động, di chuyển như đi bộ hoặc làm việc nhà. Trong một lần nghe được về một trường hợp đã thành công khi tích cực bổ sung ăn rau xanh để giảm tình trạng viêm khớp và đau khớp, bà đã quyết định áp dụng phương pháp này vào chế độ ăn uống mới của mình. Bà tích cực bắt đầu thêm nhiều loại rau xanh vào bữa ăn hàng ngày, đặc biệt là bắp cải, súp lơ xanh, cải bó xôi và cải ngọt. Bà Nhung thật sự không mong đợi nhiều vào việc chữa trị bằng cách thay đổi chế độ ăn uống. Nhưng sau một thời gian ngắn, bà bắt đầu cảm thấy có sự thay đổi rõ rệt. Bà không còn phải dùng nhiều thuốc giảm đau như trước và các triệu chứng viêm và đau ở khớp cũng dần giảm đi. Bà cảm thấy linh hoạt hơn và có thể thực hiện các hoạt động hàng ngày đi đứng một cách thoải mái, dễ dàng hơn rất nhiều. Quan trọng là bà đã quên mất một phần trong cuộc đời bà bị ràng buộc bởi đau đớn và khó khăn của viêm khớp. Khi được hỏi về sự tiến triển tích cực này, bà Nhung giải thích rằng bà đã tìm thấy được sự giải cứu từ các loại rau xanh. Bà nói rằng các loại rau này chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất quý giá, giúp giảm viêm và bảo vệ sức khỏe xương khớp một cách kỳ diệu, như một thần dược mà trước giờ bà có chữa trị, uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi tình trạng đau nhức do viêm khớp của mình. Bà rất vui và cảm thấy tinh thần được phấn chấn lên khi việc thay đổi chế độ ăn uống bằng các thực phẩm lành mạnh này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của bà. Bà cảm thấy sống vui và yên tâm hơn trong giai đoạn tuổi già phải đối mặt với các vấn đề viêm khớp. Do đó, việc bổ sung các loại rau xanh vào chế độ ăn uống hàng ngày là một cách hiệu quả để hỗ trợ sức khỏe xương khớp, bảo vệ cơ thể khỏi tình trạng tổn thương do viêm nhiễm và tác động của các gốc tự do. Hãy thêm các thực phẩm rau xanh này vào bữa ăn hàng ngày của mình để tận dụng những lợi ích này cho việc duy trì một cơ thể khỏe mạnh. 4. Hành tỏi. Hành và tỏi đều chứa các thành phần quan trọng có tác dụng đến vấn đề viêm khớp và sức khỏe xương khớp của chúng ta. Trong hành chứa một thành phần quan trọng là quercetin, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Quercetin có khả năng giảm viêm bằng cách ức chế sản xuất các hạt tự do và các chất gây viêm trong cơ thể. Điều này giúp giảm tình trạng viêm khớp và có thể giúp giảm đau. Hành cũng chứa các hợp chất dung môi hòa tan như flavonoid và polyphenol, có khả năng hòa tan các dấu hiệu của viêm khớp và các tác dụng kháng viêm. Bổ sung hành tím vào chế độ ăn uống mỗi ngày có thể giúp giảm tình trạng viêm và cung cấp khả năng chống oxy, đặc biệt là trong việc phòng ngừa, ngăn chặn các vấn đề viêm khớp. Trong tỏi có thành phần quan trọng nhất là allicin, một hợp chất hữu ích được tạo ra khi tỏi bị nghiền hoặc cắt. Allicin có tác dụng kháng khuẩn và kháng vi khuẩn, giúp ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn gây viêm. Nó cũng có khả năng giảm viêm khớp và đau ở những người mắc các bệnh liên quan đến xương khớp. Ngoài ra, tỏi cũng chứa khoáng chất selenium, có khả năng giảm viêm và hỗ trợ cơ thể sản xuất các enzyme chống viêm. Cả hành và tỏi đều chứa các chất chống oxy hóa và các hợp chất có khả năng giảm viêm. Chúng có khả năng bảo vệ các tế bào khỏi tổn thương do viêm và ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn gây viêm. Việc bổ sung hành và tỏi vào chế độ ăn uống là một phương pháp tự nhiên và hữu ích để hỗ trợ sức khỏe xương khớp và giảm tình trạng viêm khớp, đau khớp, nhất là ở những người đã bước qua tuổi 60. 5. Nước hầm xương. Nước hầm xương có chứa các chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe của xương khớp. Trong nước hầm xương, chúng ta tìm thấy một loạt các chất dinh dưỡng quan trọng như canxi và glucosamine. Cả hai đều có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe xương khớp. Các thành phần này hỗ trợ cho việc hoạt động của sụn khớp bằng cách cung cấp dưỡng chất cần thiết để duy trì tính trơn tru và linh hoạt của khớp. Chúng cũng có khả năng giảm tình trạng đau khớp và giúp hạn chế viêm khớp, cải thiện toàn diện đối với sức khỏe xương khớp. Cách tốt nhất để bổ sung canxi và glucosamine từ nước hầm xương là bằng cách thêm nước hầm xương vào các món canh, rau củ quả trong chế độ ăn uống hàng ngày.
Đây là một cách tốt để hỗ trợ sức khỏe và giảm nguy cơ các vấn đề liên quan đến các bệnh về xương khớp. Việc kết hợp những thực phẩm này vào chế độ ăn uống hàng ngày không chỉ giúp cải thiện sức khỏe xương khớp mà còn mang lại lợi ích cho toàn bộ sức khỏe của chúng ta. Do đó, nên duy trì một chế độ ăn uống cân đối cùng với việc duy trì một lối sống sinh hoạt lành mạnh để giữ cho xương khớp của chúng ta luôn trong tình trạng tốt nhất. Qua video này, hy vọng đã mang lại nhiều kiến thức hữu ích về việc bổ sung thực đơn hàng ngày, tác động của chế độ ăn uống đúng cách để duy trì và cải thiện sức khỏe xương khớp khi bắt đầu về già. Vì thế, việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe xương khớp thông qua việc thay đổi thói quen ăn uống của chúng ta là vô cùng quan trọng để có thể tạo ra một tương lai khỏe mạnh hơn cho bản thân khi về già. Như chúng ta đã biết, lá lúa tươi thường được dùng trong chế biến món ăn với mùi hương hấp dẫn đặc biệt, đúng không nào? Thế nhưng ít ai biết rằng lá lúa là một trong những dược liệu dễ tìm mà lại vô cùng quý giá, mang lại vô vàn những lợi ích đối với sức khỏe. Đối với người cao tuổi khi về già, không thể tránh khỏi thường xuyên gặp phải tình trạng rối loạn từ những thay đổi bên trong cơ thể mỗi ngày, gây ra không ít phiền toái và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống như tình trạng mất ngủ kinh niên, viêm thấp khớp. Các chuyên gia cho biết việc ngâm chân kết hợp với thảo dược chính là một trong những phương pháp đơn giản mà vô cùng hiệu quả, giúp người cao tuổi có thể cải thiện các vấn đề sức khỏe thường gặp ở tuổi già. Điển hình là việc ngâm chân với lá lốt là một trong những phương pháp đông y được nhiều người sử dụng. Thế nhưng liệu ngâm chân bằng lá lốt thường xuyên có tốt không? Trong video ngày hôm nay, hãy cùng kênh Chuyện Nhân Quả tìm hiểu chi tiết và chắc chắn bạn sẽ vô cùng bất ngờ với những công dụng của loại lá quen thuộc này đấy ạ. Đây là một câu chuyện thực tế về bà Dung ở Bình Dương. Ngày còn trẻ, bà Dung từng là một vận động viên chạy marathon chuyên nghiệp. Từ xưa đến nay, bà vẫn luôn tự hào về sức khỏe dẻo dai cùng với sự đam mê thể thao của mình. Và dù bước qua tuổi 70, nhưng bà vẫn có đủ sức khỏe tốt để duy trì niềm đam mê ấy. Tuy nhiên, gần đây, khi thời tiết thay đổi, thì những cơn đau khớp ở bàn chân xuất hiện làm cho bà cảm thấy đau nhức và khó chịu. Từ đó kéo theo cũng làm giảm khả năng hoạt động nhanh nhẹn thường ngày mà bà có. Bà Dung cũng không thể tập luyện bộ môn mà mình yêu thích như trước đây, vì những cơn đau xương khớp ở bàn chân hành hạ, khó khăn trong việc đi lại. Theo sự chỉ dẫn của người hàng xóm về lợi ích của việc ngâm chân bằng lá lốt sẽ giúp hỗ trợ trong vấn đề đau nhức xương khớp, nên bà cũng quyết định ngâm chân kết hợp cùng với các loại thảo dược khác. Vô cùng bất ngờ, bài thuốc dân gian này lại giúp cho cơn đau khớp của bà giảm đi rõ rệt. Và từ đó bà luôn duy trì thói quen ngâm chân trước khi đi ngủ. Chỉ trong vòng 2 tháng, chứng đau nhức ở bàn chân đã giảm hẳn. Bà đã có thể vận động, đi lại bình thường như trước, khiến cho bà cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Phương pháp ngâm chân lá lốt được coi là một bài thuốc dân gian chữa bệnh ra mồ hôi tay chân cực kỳ hiệu quả, được truyền tai nhau từ bao đời nay. Bên cạnh đó, phương pháp này còn sở hữu nhiều tác dụng hữu ích đối với sức khỏe của chúng ta. Như 1. Điều trị viêm khớp, tim mạch. Ngâm chân với lá lốt không chỉ là một biện pháp dân gian đơn giản mà còn giúp giảm cơn đau nhức tức thì, hỗ trợ điều trị một số bệnh lý phổ biến khi về già. Việc ngâm chân trong nước lá lốt giúp loại bỏ các chất độc trong cơ thể, từ đó làm giảm đau nhức hiệu quả. Nhờ vào các tính chất của lá lốt, quá trình hấp thụ giúp cải thiện lưu thông khí huyết, làm giảm căng thẳng trong cơ bắp và xương khớp. Điều này đặc biệt hữu ích đối với những ai chẳng may mắc phải các bệnh lý như tiểu đường, tim mạch, thấp khớp hay gút. Cụ thể, trong trường hợp của những người cao tuổi, việc thường xuyên ngâm chân với lá lốt không chỉ giúp giảm đau và cải thiện về vấn đề xương khớp, mà còn có tác dụng tích cực đối với sức khỏe tim mạch và kiểm soát đường huyết. Bạn nên thực hiện phương pháp ngâm chân này thường xuyên trước khi đi ngủ khoảng 20 phút để lượng đường trong máu có thể nhanh chóng trở lại bình thường. 2. Cải thiện giấc ngủ.
Khi chúng ta bắt đầu cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi sau một ngày dài hoạt động, phương pháp ngâm chân với lá lốt không chỉ là cách giải tỏa cơ thể mà còn là một liệu pháp tuyệt vời cho tinh thần. Kết hợp với việc massage nhẹ nhàng, đây là cách tuyệt vời để kích thích các huyệt đạo ở lòng bàn chân, một kỹ thuật được biết đến trong y học cổ truyền để cân bằng năng lượng trong cơ thể. Trong quá trình ngâm chân và lá lốt, không chỉ giúp cơ thể cảm thấy được thư giãn, mà còn loại bỏ độc tố và mở rộng các mạch máu, cải thiện tuần hoàn máu, giúp giảm tình trạng căng thẳng và mệt mỏi. Nếu kết hợp massage nhẹ nhàng ở lòng bàn chân, cũng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích không ngờ. Bằng cách kích thích các huyệt đạo, không chỉ giúp cơ thể cảm thấy thoải mái, mà còn giúp cân bằng năng lượng và cảm xúc. Điều này sẽ giúp tinh thần trở nên sảng khoái hơn, sẵn sàng và tạo điều kiện tốt hơn cho một giấc ngủ sâu và ngon giấc vào mỗi đêm. 3. Điều trị phong tê thấp. Phong tê thấp chính là một nỗi ám ảnh của nhiều người dù ở bất kỳ độ tuổi nào. Căn bệnh này tuy không có triệu chứng gì nghiêm trọng nhưng lại gây ra cảm giác không thoải mái khi mồ hôi tay chân không ngừng xuất hiện, gây ra nhiều phiền toái, làm giảm hiệu suất làm việc hàng ngày. Đây không chỉ là một vấn đề về sức khỏe mà còn làm bệnh nhân mất đi sự tự tin và thoải mái trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, có một giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả, đó chính là phương pháp ngâm chân với lá lốt. Lá lốt với tính năng làm mát và khử mùi tự nhiên là một lựa chọn lý tưởng cho những ai đang gặp phải phong tê thấp. Khi ngâm chân với lá lốt, chất tannin có trong lá lốt sẽ giúp xoa khít lỗ chân lông, giảm bã nhờn và kiểm soát lượng mồ hôi, từ đó giảm thiểu tình trạng mồ hôi chân không mong muốn. Hơn nữa, việc ngâm chân còn giúp cho người cao tuổi tăng cường tuần hoàn máu và làm giảm sưng tấy, giúp cải thiện tình trạng phong tê thấp một cách tự nhiên và hiệu quả. 4. Lưu thông khí huyết. Ngâm chân với lá lốt kết hợp với massage chân không chỉ là một cách để thư giãn hiệu quả, mà còn mang lại lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc khi về già. Cụ thể hơn, khi đặt chân vào nước ấm với hương thơm thoang thoảng từ lá lốt cùng với các loại thảo dược sẽ giúp cơ thể được cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn, giúp kích thích mạch máu, tăng cường lưu thông máu trong quá trình ngâm chân. Khi mạch máu được giãn nở, máu sẽ lưu thông mạnh mẽ hơn, giúp đưa dưỡng chất và oxy tới các cơ quan, tái tạo tế bào và loại bỏ chất độc hại. Điều này giúp làm giảm tình trạng sưng tấy và mệt mỏi ở bàn chân, qua đó giúp cải thiện hệ tuần hoàn máu một cách hiệu quả. 5. Điều trị hôi chân. Lá lốt không chỉ là một loại gia vị phổ biến trong ẩm thực Việt Nam, mà còn là một báu vật của y học dân gian với nhiều công dụng hữu ích cho sức khỏe. Chính vì chứa asanliot và tinh dầu, lá lốt được coi là một liệu pháp tự nhiên mạnh mẽ trong việc điều trị các vấn đề về sức khỏe, từ kháng viêm, diệt khuẩn cho đến tiêu diệt các vi khuẩn gây ra mùi hôi chân. Trong y học dân gian đã tồn tại nhiều bài thuốc hay được chế biến từ lá lốt nhằm hỗ trợ điều trị các vấn đề sức khỏe phổ biến. Đặc biệt, lá lốt được sử dụng trong điều trị các bệnh đau nhức xương khớp và mùi hôi chân. Bằng cách sử dụng lá lốt để ngâm chân thường xuyên trước khi ngủ, người ta tin rằng có thể giảm bớt cảm giác đau nhức và loại bỏ mùi hôi khó chịu một cách hiệu quả. Cách sử dụng lá lốt cũng đơn giản và dễ thực hiện. Bạn có thể nhào nhỏ lá lốt và thoa trực tiếp lên vùng da bị đau nhức hay có mùi hôi chân, hoặc ngâm chân trong nước có pha lá lốt đã được nấu. 2. Công thức vàng khi kết hợp ngâm chân bằng lá lốt đơn giản mà cực kỳ hiệu quả ngay tại nhà. Dưới đây là một số công thức làm nước ngâm chân bằng lá lốt đúng chuẩn và hiệu quả tại nhà mà bạn có thể tham khảo. 1. Lá lốt kết hợp với gừng. Đã có nhiều nghiên cứu chứng minh công dụng của gừng đối với bệnh lý xương khớp, đặc biệt là công dụng thông mạch, chống viêm, giảm đau của gừng trong bệnh viêm khớp. Theo y học cổ truyền, gừng tươi có vị cay, nóng, mùi thơm, tính ấm. Ngoài những tác dụng như chống tiêu chảy, đầy hơi và chống ói mửa, kích thích lưu thông máu, làm ấm cơ thể, gừng còn có tác dụng chống say tàu xe, chống nôn, giảm đau kháng viêm. Để khẳng định chứng minh này, các nhà khoa học đã chọn ra hai nhóm người tình nguyện.
Một gồm 34 người dùng 2g gừng tươi và nhóm kia dùng dược để đối chứng trong thời gian liên tục 11 ngày. Đến ngày thứ 8, cả hai nhóm cùng thực hành bài tập cơ bắp. Kết quả nhóm gừng đã giảm tới 25% rủi ro đau cơ so với nhóm đối chứng. Với kết quả cho thấy việc dùng gừng thường xuyên hàng ngày có tác dụng tích cực cho sức khỏe, nhất là đối với người cao tuổi khi về già. Chúng ta cần chuẩn bị 20g đến 30g lá lốt, một củ gừng già tươi và 2 muỗng cà phê muối hạt. Sau đó bắt đầu bằng việc rửa sạch lá lốt để loại bỏ các bụi bẩn. Bạn có thể chọn cách để nguyên lá hoặc cắt chúng thành các đoạn nhỏ tùy thích. Tiếp theo rửa sạch củ gừng và đập dập hoặc thái thành các lát mỏng để sử dụng. Sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu, hãy cho lá lốt và củ gừng vào nồi. Sau đó đổ 1,5 lít nước vào, đun sôi mọi thứ cùng với 2 muỗng cà phê muối hạt. Khi đã đun sôi và muối tan hết, hãy tắt bếp. Tiếp theo đổ nước lá lốt đã sôi vào một chậu lớn và để cho nước nguội bớt. Khi nước đã ấm, hãy ngâm chân vào khoảng 15 đến 20 phút để cho các thành phần từ lá lốt và gừng thẩm thấu vào da. Sau khi hoàn thành quá trình ngâm chân, hãy lấy khăn mềm để lau khô chân. Bạn sẽ cảm nhận sự nhẹ nhàng và thoải mái từ mùi thơm của lá lốt. Đây chính là cách đơn giản và hiệu quả để chăm sóc bàn chân sau một ngày dài hoạt động. Đồng thời cũng có thể tận dụng được các lợi ích sức khỏe mà lá lốt và gừng mang lại. 2. Lá lốt kết hợp với ngải cứu và muối hạt. Ngải cứu từ lâu đã được biết đến là một cây thân thuộc trong dân gian Việt Nam, có công dụng hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp. Một trong những phương pháp giảm đau xương khớp được nhiều người áp dụng là dùng lá ngải cứu rang muối. Sự kết hợp giữa muối và ngải cứu sẽ giúp giảm cảm giác đau nhức xương khớp, đồng thời giúp đả thông khí huyết, tán phong thấp, làm ấm cơ thể, cải thiện khả năng vận động của các ổ khớp. Để chuẩn bị ngâm chân làm từ lá lốt và ngải cứu, chúng ta cần chuẩn bị 20 đến 30 gram lá lốt, một bó ngải cứu già và 2 muỗng cà phê muối hạt. Đầu tiên bạn cần sơ chế lá lốt và ngải cứu bằng cách rửa sạch và cắt chúng thành các đoạn ngắn để sử dụng. Tiếp theo cho lá lốt và ngải cứu vào nồi cùng với 1,5 lít nước, sau đó đun sôi trong khoảng 5 phút trước khi tắt bếp. Sau khi nước đã sôi, lấy nước lá lốt và ngải cứu cho vào một chậu lớn, sau đó thêm vào 2 muỗng cà phê muối hạt và khuấy đều cho muối hòa tan vào nước. Để nước lá lốt có độ ấm vừa đủ, bạn có thể thêm một ít nước lạnh vào chậu. Sau đó có thể ngâm chân trong nước khoảng 20 phút để cảm nhận sự thoải mái và sảng khoái từ mùi thơm của lá lốt và ngải cứu. Cuối cùng, sau khi đã ngâm chân đủ thời gian, nhấc chân ra và lau sạch bằng khăn mềm. Bạn sẽ cảm nhận được sự dễ chịu và thoải mái sau khi quá trình thực hiện phương pháp này đấy ạ. Một số vấn đề người cao tuổi cần lưu ý khi sử dụng lá lốt để ngâm chân. Trong lúc ngâm, chúng ta nên ngâm ngập mắt cá chân khoảng 2cm. Điều này không chỉ giúp cải thiện tuần hoàn máu một cách hiệu quả, mà còn có tác dụng tích cực lên toàn bộ cơ thể khi về già. Bởi vùng cổ chân chứa đựng nhiều huyệt đạo quan trọng, điều này sẽ làm cho khí huyết được lưu thông tốt hơn, giảm căng thẳng và mệt mỏi sau một ngày làm việc. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tốt nhất từ việc ngâm chân, có những điều cần lưu ý như sau. Không nên ngâm chân trước và sau khi ăn tối khoảng 1 tiếng để tránh ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa. Thời gian tốt nhất để ngâm chân là trước khi đi ngủ khoảng 30 phút sẽ giúp tạo ra cảm giác thoải mái và sảng khoái, dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Để tránh khiến cho cơ thể bị nhiễm lạnh, chúng ta không nên ngâm chân quá lâu, đặc biệt là khi nước đã lạnh dần, không còn duy trì độ ấm như lúc ban đầu. Nếu cảm thấy nước đã nguội, hãy dừng ngay quá trình ngâm chân để tránh gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Sau khi ngâm chân, việc lau chân thật khô là rất quan trọng để tránh tình trạng ẩm ướt gây ra nấm và vi khuẩn. Đặc biệt vào mùa đông, sau khi ngâm chân, chúng ta cần đi tất hoặc ủ ấm chân để bảo vệ da khỏi bị khô và nứt nẻ. Cuối cùng, để tăng cường hiệu quả của việc ngâm chân, hãy giữ tinh thần vui vẻ và thoải mái, tránh căng thẳng. Bên cạnh đó, kết hợp thói quen tập thể dục đều đặn và bổ sung dinh dưỡng cân đối để giúp duy trì và cải thiện sức khỏe khi về già. Liệu pháp ngâm chân kết hợp cùng với lá lốt mang lại rất nhiều công dụng cho sức khỏe của người cao tuổi, đặc biệt là những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức bàn chân, mất ngủ kinh niên hay khí huyết lưu thông kém, bị tắc nghẽn.
Sau ngày hôm nay, bạn hãy ra ngay vườn nhà mình và quan sát xem nhà mình đang có mọc một bụi lá lốt nào không nhé. Nếu có thì xin chúc mừng bạn đang nắm giữ một liều thuốc chữa bách bệnh đến từ thiên nhiên đấy ạ. Hãy khéo léo kết hợp nguyên liệu này vào trong bữa ăn hàng ngày của gia đình bạn và ngâm chân trước khi đi ngủ để có một cuộc sống khỏe mạnh và vui tươi hơn ở tuổi già các bạn nhé. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, đừng quên nhấn nút thích và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.